안녕하세요, 여러분. Xin chào tất cả các bạn. Đây là một trong những dự án phát triển về giáo dục tiếng Hàn được thực hiện bởi ES Consulting. Chúng mình sẽ liên tục update những video bài giảng tiếng Hàn chất lượng nên rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người. Các bạn đừng quên nhấn like, share, đăng ký và bật thông báo cho kênh của chúng mình nhé. Nếu các bạn vẫn chưa theo dõi được các bài giảng lần trước thì mọi người nhớ vào link mà mình để ở đây nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục qua phần Ikki của bài 5. Rồi, bài tập đầu tiên đó chính là nối nội dung phù hợp với hình vẽ và đọc to nội dung. Rồi, đầu tiên ở hình mẫu các bạn thấy bạn nam đang đọc sách vào lúc 5 giờ đúng không? Lúc này chúng ta sẽ nối với câu D. 5시에 책을 안 읽습니다. Câu này nghĩa là không đọc sách vào lúc 5 giờ. Được chưa mọi người? Rồi, tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nối hình 1. Bạn nam đang đọc hay là đang viết một cái gì đó vào lúc 2 giờ đúng không? Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ nối với 1 xe 2 giờ đây. 2시에 읽기를 안 씁니다. Thì có nghĩa là không viết nhật ký vào lúc 2 giờ. 읽기 là nhật ký ha. Không viết nhật ký vào lúc 2 giờ. Rồi, tiếp tục. Đây, bạn nam đang đi tới PC-bang. PC-bang là phòng game, phòng máy tính. Rồi, bạn nam đang đi vào lúc 1 giờ. 1 giờ thì ở đây chúng ta có câu B. 1시에 PC방에 안 갑니다. Không đi đến phòng PC vào lúc 1 giờ. Được chưa mọi người? Rồi, hình cuối cùng. Đây, bạn nam này đang ngồi trong lớp học vào lúc 8 giờ. 8 giờ thì chúng ta nối với câu A. 8시에 수업을 안 듣습니다. Là không học vào lúc 8 giờ. Được chưa mọi người? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang với bài tập tiếp theo. Đó là dựa vào thông tin dưới đây, sử dụng đuôi kết thúc câu A hoặc là O dồn để đặt câu theo mẫu. Rồi, đây, các bạn thấy đây là cũng là một cái bản lịch trình. Haru ilkwa là lịch trình hàng ngày. Đây, ojen, buổi sáng, 7 giờ. Ikopsi ironata, 7 giờ sáng, dậy. Yotolsi unjenen hata, 8 giờ, lái xe. Yotolsi ban, về xe kata, 8 giờ rưỡi là đến công ty. 8시 30분 신문을 읽다. 8 giờ 40 là đọc báo. Tiếp tục 오후 buổi chiều. 5시 반 일이 끝나다. 5 giờ 30 chiều là kết thúc công việc. Được chưa mọi người? Rồi đây, chúng ta có phần mẫu. 오전 8시 운전은 하다. Lúc này chúng ta làm nguyên một câu đầy đủ đó là 오전 8시에 운전을 해요. Được chưa mọi người? Đây là lúc 8 giờ sáng lái xe ha, lái xe vào lúc 8 giờ sáng. 오전 8시에 운전을 해요. Rồi, bây giờ tương tự như vậy thì dựa vào các từ gợi ý đã cho nè, chúng ta sẽ làm thành một câu hoàn chỉnh. Đầu tiên, 오전 7시 일어나다. Thì câu hoàn chỉnh chúng ta có là 오전 7시에 일어나요. 오전 7시에 일어나요 ha. 일어나다 chia với dạng a o dồ thì chúng ta sẽ có là 일어나요. Rồi tiếp theo câu 2. 오전 8시 30분 회사에 가다. 오전 8시 30분에 회사에 가요. Được chưa mọi người? Đây, đến công ty vào lúc 8 giờ 30 sáng. 오전 8시 30분에 회사에 가요. Rồi, tiếp tục câu thứ 3. 오전 8시 40분 신문을 읽다. 오전 8시 40분에 신문을 읽어요. 읽어요. Đây, 읽다 lúc này chia với đuôi 어요 ha, thì sẽ là 읽어요. 읽어요. 오전 8시 40분에 신문을 읽어요. Là đọc báo vào lúc 8 giờ 40 phút sáng. Và cuối cùng 오후 5시 30분 일이 끝나다. 오후 5시 30분에 일이 끝나요. Đây, kết thúc công việc vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ha. Lúc này các bạn thấy nè, sau thời gian lúc nào cũng đi với trợ từ e. Rồi, tiếp theo, đây chia đuôi câu, chia đuôi câu a o yo ha. 끝나다 chia với đuôi a o yo sẽ là 끝나요. Được chưa mọi người?
Bài tập tiếp theo đó là đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. 봉 씨는 은행 원입니다. 봉 là nhân viên ngân hàng. 은행이 9시 반에 시작해요. Ngân hàng bắt đầu vào lúc 9 giờ rưỡi. 출근 시간은 8시 반이에요. Thời gian đi làm là vào lúc 8 giờ rưỡi. 7시 반쯤 출발해요. Khoảng 7 giờ rưỡi đã xuất phát. Khoảng 7 rưỡi thì xuất phát. 봉 씨가 운전을 해요. 봉 lái xe. 7시 50분쯤 은행에 가요. Khoảng 7 giờ 50 phút thì đến ngân hàng. Rồi, bây giờ chúng ta đã nắm được phần nội dung rồi ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến phần đọc và chỉ ra đáp án đúng, đáp án sai. 봉 씨의 은행을 8시 30분에 시작해요. Rồi, ngân hàng của Bung bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút. Rồi, ở đây chúng ta có thông tin là 은행이 9시 반에 시작해요. Ở đây, ngân hàng bắt đầu vào lúc 9 giờ rưỡi, chứ không phải là 8 giờ rưỡi thôi. Thì ở đây con này sai. Được chưa mọi người? Tiếp theo là dựa vào các thông tin đã đọc để hoàn thành bảng sau. Rồi, ở đây mọi người thấy bảng, ở đây là của bạn Bung này ha. Thông tin của bạn Bung. 직업이 뭐예요? Nghề nghiệp là gì? 언제 뭐래요? Làm gì vào lúc mấy giờ? Làm gì vào khi nào? Rồi, ở đây chúng ta có thông tin là 은행원, 봉 씨는 은행원이에요. Ha, 봉 là nhân viên ngân hàng. Thì đây, từ cần điền của chúng ta vào đây là 은행원. Rồi, tiếp tục. 언제 뭐래요? Là làm cái gì? Vào lúc nào? Khi nào? Thì đây. 7시 반쯤 출발해요. Là xuất phát vào lúc 7 giờ rưỡi. Đây, ở đây có cho sẵn mẫu là 7시 반, 7 giờ rưỡi nè. Thì lúc 7 rưỡi thì bạn này xuất phát 출발해요. Thì ở đây từ cần điền là 출발해요. Được chưa mọi người? Rồi, tiếp theo. Tới bạn Hiền. 오늘 희영 씨는 시험을 봅니다. Hôm nay Hiền thi. 시험 후 여름 방학입니다. Sau khi thi là kỳ nghỉ hè. Đây, hu là sau. Sau khi thi là kỳ nghỉ hè. 방학에 고향에 갑니다. Vào kỳ nghỉ thì sẽ về quê. 고향에서 부모님을 만납니다. Gặp bố mẹ ở quê. Rồi, chúng ta đã đọc xong phần nội dung rồi. Tiếp theo là đọc và chỉ ra đáp án đúng, đáp án sai. 희인 씨는 시험 후 겨울 방학에 부모님을 만나요. Câu này nghĩa là Hiền gặp bố mẹ vào kỳ nghỉ đông sau khi thi ha. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn lại ở trên phần nội dung. Chúng ta có thông tin là 시험 후 여름 방학입니다. Sau kỳ thi là kỳ nghỉ hè. Thì sao? Kỳ nghỉ hè 방학에 고향에 갑니다. Bạn này sẽ đi về quê vào kỳ nghỉ. Ở quê thì bạn này sẽ gặp bố mẹ. Đây, 교환해서 부모님을 만납니다. Thì lúc này chúng ta có thông tin là sau kỳ thi là kỳ nghỉ hè. Nhưng mà nội dung ở câu 2 này là sau kỳ thi là kỳ nghỉ đông nè. 겨울 방학. Thì câu này là sai. Được chưa mọi người? Rồi, chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Dựa vào các thông tin đã đọc ở trên và hoàn thành bảng sau. Đây, bạn Hiền. 직업이 뭐예요? Nghề nghiệp là gì? Cho sẵn luôn là thế hát sen là học sinh đúng không? Tại bạn này còn đang thi nè. Rồi, 언제 뭐래요? Là làm gì khi nào? Rồi, ở đây mẫu cho sẵn là 오늘, hôm nay. Rồi, hôm nay chúng ta xem thử bạn Hiền đã làm gì nha. Chúng ta có thông tin 오늘 희연 씨는 시험을 봅니다. Hôm nay Hiền thi. Rồi, thì lúc này từ cần điền của chúng ta là 시험을 봅니다. Là thi ha. Hôm nay thi. Được chưa mọi người? Rồi, tiếp theo. Bạn Nam, bây giờ tới bạn Nam. Nam 씨는 영문 과 학생입니다. Nam là học sinh khoa âm văn ha, khoa tiếng Anh. 시험이 어렵습니다. Bài thi khó. Nam 씨 집은 호치민시입니다. Nhà của Nam là Hồ Chí Minh, ở thành phố Hồ Chí Minh. 겨울 방학이 잘 씁니다.
Kỳ nghỉ đông ngắn. 방 학기 여행을 안 갑니다. Vào kỳ nghỉ thì không có đi du lịch. 도서관에서 공부합니다. Học ở thư viện. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đọc và chỉ ra đáp án đúng, đáp án sai. 남씨는 처음 방학기 여행을 안 가요. Câu này nghĩa là Nam không đi du lịch vào kỳ nghỉ đông. Rồi, bây giờ chúng ta có thông tin gì đây? 처음 방학기 잘했습니다. 방학기 여행을 안 갑니다. Kỳ nghỉ đông ngắn nên là bạn Nam không đi du lịch thì câu này là đúng. Rồi, tiếp theo. Dựa vào các thông tin đã đọc để hoàn thành bảng sau. Đây, bạn Nam. 직업이 뭐예요? Nghề nghiệp của bạn Nam là gì? Và 언제 뭐래요? Là làm gì khi nào? Đây, làm gì khi nào thì ở đây cho sẵn gửi là 겨울 방학 là kỳ nghỉ đông. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thử nghề nghiệp của bạn này là gì nha. 남씨는 đây chúng ta có thông tin 영문과 학생입니다. Ha, 영문과 학생입니다. Thì lúc này nghề nghiệp của bạn nam là 영문과 학생. Bạn nam là học sinh khoa Anh văn. Rồi tiếp theo 언제 모레요? Ở đây 겨울 방학. 겨울 방학 도서관에서 공부합니다. 겨울 방학에 도서관에서 공부합니다. Là vào kỳ nghỉ đông sẽ học ở thư viện. Thì thông tin cần điền là 도서관에서 공부합니다. Học ở thư viện. 겨울 방학. Được chưa mọi người? Rồi chúng ta sẽ sang bài tập tiếp theo. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. 민준 씨는 한국 대학교에 다닙니다. 민준 theo học trường đại học Hàn Quốc. 수업을 9시에 시작합니다. Tiết học bắt đầu vào lúc 9 giờ. 점심 시간은 12시입니다. Thời gian nghỉ trưa là vào lúc 12 giờ. 오후 수업을 1시에 시작합니다. Tiết học buổi chiều bắt đầu vào lúc 1 giờ. 수업을 오후 5시 50분에 끝납니다. Tiết học buổi chiều kết thúc vào lúc 5 giờ 50 phút. 주말에 수업이 없습니다. Cuối tuần thì không có tiết học. 수영을 합니다. Đi bơi. 투안 씨는 베트남 대학교 학생입니다. Tuấn là học sinh trường đại học Việt Nam. 월요일에 수업이 아주 많습니다. Vào thứ hai thì có rất nhiều tiết học. 토요일에 학교에 안 갑니다. Vào thứ bảy thì không đi đến trường. 시내에 갑니다. Đi đến trung tâm thành phố. 시내에서 영어를 배웁니다. Học tiếng Anh ở trung tâm thành phố. Rồi, bây giờ chúng ta đã đọc xong phần nội dung rồi. Tiếp theo là đọc và chỉ ra đáp án đúng, đáp án sai. Câu đầu tiên, 민준 씨는 주말에 수업이 없습니다. Câu này nghĩa là 민준 không có tiết học vào cuối tuần. Rồi, bây giờ chúng ta có thông tin là 민준 씨는 đây, 주말에 수업이 없습니다. Cuối tuần không có tiết học. Thì câu này là đúng. Đánh dấu ô, được chưa mọi người? Rồi, tiếp theo. Bạn Toàn không đi đến trung tâm thành phố vào thứ bảy. Rồi chúng ta quay lại với bạn Toàn. Có thông tin gì đây? 토요일에 학교에 안 갑니다. 시내에 갑니다. Thứ bảy, bạn Toàn không đến trường mà đến trung tâm thành phố. Đây, nhưng mà câu 2, bạn Toàn không đi trung tâm thành phố vào thứ bảy thì câu này sai. Ha, bạn này có đi nha. Rồi, tiếp theo. 한국 대학교의 수업을 오후 5시 50분에 끝나요. Đây, tiết học của trường đại học Hàn Quốc kết thúc vào lúc 5 giờ 50 phút chiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào. Đây, 한국 대학교, trường đại học Hàn Quốc. 수업을 오후 5시 50분에 끝납니다. Là buổi học kết thúc vào lúc 5 giờ 50 phút chiều. Thì câu này là đúng. Được chưa mọi người? Rồi tiếp theo.
Đọc đoạn văn trên và điền vào bảng sau. Đầu tiên, câu 무슨 대학교에 다녀요? Là đang theo học trường gì? À, đây là bạn Minh Jun Si và Toàn Si. Bạn Minh Jun và bạn Toàn. Bây giờ chúng ta có thông tin gì đây? Minh Jun Si는 한국대학교에 다닙니다. Minh Jun theo học trường đại học Hàn Quốc. Còn Toàn Si는 베트남대학교 학생입니다. Toàn là học sinh trường đại học Việt Nam. Rồi, thì lúc này Minh Jun sẽ theo học trường Hankuk-tae-hak-yo, trường đại học Hàn Quốc. Và Tuấn thì theo học Haetunam-tae-hak-yo, trường đại học Việt Nam. Được chưa mọi người? Rồi, tiếp theo. Eunje suopi isseoyo? Khi nào thì có tiết học? Đối với Minh Jun và bạn Toàn. Rồi, khi nào có tiết học đây? Minh Jun 씨는, đầu tiên, Minh Jun 씨는 주말에 수업이 없습니다. Là không có tiết học vào cuối tuần. Câu này có nghĩa là bạn Minh Jun sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6 đúng không? Những ngày trong tuần thì có tiết học, chỉ có cuối tuần là không có. Rồi, thì ở đây chúng ta điền là 월요일부터 금요일까지 수업이 있어요. 월요일부터 금요일까지 수업이 있어요. Là có tiết học từ thứ 2 đến thứ 6. Đây, 부터 같이 là từ với đến nè. Ha. Rồi tiếp theo tới bạn Toàn. Rồi, bạn Toàn ở đây chúng ta có thông tin là 토요일에 학교에 안 갑니다. Là không đi đến trường vào thứ 7. Thì câu này có nghĩa là từ thứ 2 đến thứ 6 và chủ nhật bạn Toàn sẽ đi học, sẽ đến trường đúng không? Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ có thông tin là 평일과 일요일에 수업이 있어요. 평일 là ngày thường. Ừ. Ngày thường và chủ nhật có tiết học. Được chưa mọi người? Rồi. Tiếp theo. 주말에 뭐래요? Cuối tuần thì làm gì? Bạn Minh Chun làm gì đây? 주말에 수업이 없습니다. 수영을 합니다. Bạn Minh Chun cuối tuần không có tiết học nên là bạn ấy đi bơi. Rồi, ở đây chúng ta điền là 수영을 해요, đi bơi. Được chưa mọi người? Tiếp tục tới bạn Toàn. Rồi, bạn Toàn cuối tuần là làm gì đấy? 토요일에 학교에 안 갑니다. 시내에 갑니다. 시내에서 영어를 배웁니다. Thì đây, bạn này thứ bảy không có đến trường mà vào trung tâm thành phố để học tiếng Anh. Rồi, thì đối với bạn Toàn, 시내에서 영어를 배웁니다. Học tiếng Anh ở trong trung tâm thành phố. Được chưa mọi người? Phần Ikki của bài 5 đến đây là kết thúc. Lần tới hẹn gặp tất cả các bạn vào bài Suki. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những bài giảng tiếp theo. Annyeong!